có bức tranh vua mèo để gửi tặng các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Để vẽ bức tranh vua mèo thì mình sẽ đi vẽ từ bức tranh đi vẽ hình dáng của vua mèo. Đây sẽ là chiếc tai của vua mèo các bạn. Giờ mình sẽ đi mắt các bạn. Đây sẽ là mắt của vua mèo. Tiếp tục mình sẽ vẽ chân trước. Bây giờ mình sẽ vẽ cho cô mèo cái đuôi. Nhại lại tao à? Về chân này, chị mưa. Để cho giống vua mèo hơn thì mình sẽ vẽ cho vua mèo cái vương miện chân đào. Mình sẽ đi tô một vài chi tiết làm cho bức tranh của mình đẹp hơn.
Như vậy là mình đã vẽ xong bức tranh vua mèo. Trong quá trình vẽ các bạn thấy hay và đẹp thì hãy cho mình xem.